Xin chào các anh chị. Nói chung cứ cảnh báo hoài đúng không? Cảnh báo hoài, cứ lo lắng hoài mà không có xây dựng được một cái kế hoạch gì thế. Cho nên đôi lúc là cũng sẽ tạo cho mình một cái tâm trạng nó khá là u uất buồn chán, rồi nó cũng nhục đi cái nhuệ khí. Thì mình sẽ lại đưa ra một cái những cái điểm mua nè cho con cổ phiếu, mà con cổ phiếu này thì lựa cổ phiếu lớn rồi. Đó. Hổng đại người ta người lớn rồi, ai chơi cổ phiếu nhỏ nữa đâu, đúng không? Hồi trước anh chị hay la mình là toàn cho cổ phiếu penny rồi la binh đúng không? Thì giờ hổng đại chơi cổ phiếu lớn nha. KBC đủ lớn chưa? Chơi được ha. Về cơ bản của KBC thì nói chung là cả cái thị trường á, chúng ta chưa biết là ngành nào có hưởng lợi hay không. Nhưng mà KBC lại là nằm trong kế hoạch trung hạn á, thì nó được hưởng lợi cả về hai ông Trung Khụa. À, và ông Mỹ Quốc luôn. À, Mỹ Khụa, Trung Khụa và Mỹ Khụa. Thì bây giờ hai ông đó đều có những cái chính sách và đầu tư vào miền Bắc. À, đầu tư vào các phát triển về cả hạ tầng cái nọ, thì trên đường đi của hạ tầng miền Bắc phát triển mà do Trung Quốc đưa lên mời chào, có mấy cái con đường hay là có những cái tuyến đường đều rất là lợi thế cho KBC. Còn Mỹ khỏi nói rồi. Các cái ông mà về công nghệ cao, sản xuất chip này kia nọ, chúng ta đã thấy có rất nhiều người cũng đang dòm ngó. Quan trọng là chúng ta có đủ thực lực và chúng ta có gọi là lắc lư ngã theo này nọ không, thì sẽ có thêm nhiều cái nguồn lực đổ vào cho những khu công nghiệp miền Bắc. Thì lúc đó KBC sẽ không bao giờ đứng ngoài được cái chuyện này cả. Đó là câu chuyện trong trung hạn thôi, câu chuyện cả năm 2 năm sau. Vậy thì chúng ta nếu mà nhìn cái tiềm lực đó, KBC hưởng lợi từ cái chính sách đó nha, KBC hưởng lợi chính sách đó, thì mọi người sẽ chọn đầu tư ở Đức, ở cái chân sóng là chân sóng ở đâu với mình nha. Với mình thì trong ngắn hạn bây giờ KBC nó chưa có rõ nét đâu, chưa rõ nét. Nếu mà ở trong 8 tuần gần đây nè, 8 tuần gần đây chúng ta lại thấy là khi nó lên được ba cây nến con cây đạp, ba cây nến con cây đạp, lần này thì mới lên được cây nến con cây chưa biết đạp hay không. Vậy thì phải chờ cây nến này là ngày mai đúng không, chờ cái này ngày mai. Nếu mà cây nến này ngày mai á, nó đóng nến ở trên 31, 31.2, 31.4 thì khả năng KBC lại lình xình tích lũy và chúng ta chưa có cái xu hướng gì đó rõ ràng. Và phải quan sát đợi tích lũy thêm đâu đó tuần 2 tuần nữa mới nói. Đẹp chúng ta có thể là vào luôn, 2 tuần sau có thể vào luôn ở quanh vùng giá 32, 33. Nhưng nếu không đẹp, không đẹp, ngày mai mà tạo cái nến tuần 6, ví dụ như tạo cái nến tuần vùng giá 29.6, 29.8. Rồi, ok. Rõ ràng là có một cái hiện tượng là hiện tượng bán dồn ép. À, nó đi từng tầng cũng từng tầng mà từng bậc thang xuống. Thế thì bậc thang xuống nó đón đầu nó ở đâu? Chúng ta sẽ đón đầu đó ở vùng cân bằng trung dài hạn của KBC. Mình sẽ không thể nào đón được ở một cái điểm mà cố định cả, mà sẽ đón trong một cái vùng và chúng ta chia tỷ trọng ra để chúng ta mua. Thì cái vùng đó mình nhận định đó chính là chúng ta sẽ lấy cây nến tháng trước làm quy chuẩn, và lấy cái vùng cân bằng trung hạn đi qua 4 năm vừa qua, đó sẽ là cái vùng giá 28, là vùng cân bằng trung hạn. Chúng ta sẽ mua theo biên độ của vùng giá 28.5 này, 28.5 này cộng trừ. Thế thì biên trên chúng ta có thể chọn biên trên là vùng 29.3, 29.2 đó là biên trên. Còn biên dưới sẽ là quanh vùng giá 27, rất là rộng đúng không? Rất là rộng. Nó cũng cái vùng này là cũng 8%, nên chúng ta sẽ rải lệnh ra, chúng ta mua dần 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 trong cái khoảng này để chúng ta có một cái vùng mua KBC hợp lý ở trong trung hạn. Biên trên có thể là 29.3 và biên dưới có thể là 27. Chúng ta sẽ canh ở trong vùng đó để chúng ta nhặt dần trong đó. Đây là một cái biên độ mà mình nói là có thể hoàn toàn tin cậy được để chúng ta đánh trung hạn. Kỳ vọng là đây là một cái chân sóng của KBC. Nhưng mà chân sóng thì sẽ có vấn đề là chờ đợi hơi lâu. Nếu từ chân sóng mà muốn hình thành con sóng, các anh chị phải tốn khá nhiều thời gian. Nhanh thì cũng 2-3 tháng, chậm thì cũng 5-6 tháng. Nếu nhanh thì 2-3 tháng thôi sẽ có xuất hiện những cái tín hiệu tích cực về mặt trung hạn. Còn trong cái thời hạn ngắn hạn đó có thể là nó tăng giảm 5%, 8%, 9% gì đó. Chúng ta là những người nếu mà nhìn về mặt trung hạn mà để đi nhìn những cái lợi ích nhỏ 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 đó thì thôi thà đừng đánh trung hạn. Đánh ngắn T cộng đi cho nó xong. Nha. Thế thì đây là cái chia sẻ của mình. Nếu mà anh chị nào có thấy được cái đồng cảm hay là có góc nhìn tương tự, chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm cái điều này được không? Hãy like, hãy share nếu có gì thấy ưng ý và hãy comment, hãy phản hồi nếu các anh chị thấy những ý kiến đây nó có những gì đó chưa phù hợp, và hy vọng sẽ được hợp tác các anh chị nhiều hơn nữa. Mình là Thịnh TV, chào mọi người, peace.